Xin chào toàn thể các bác nhá. Em vừa về được cái lô máy toàn máy 18. Toàn hàng đẹp. Người 802 này, 185 này, 185 này. Đấy. Bên này là 1801, 18 chẵn này, hai cầu này, 18 chẵn hai cầu này, 185 này, 18 này, 18 một cầu này. Quyết đây em mở nắp bên chỗ bên sườn bên này để anh quay chi tiết từng chiếc máy để cho mọi người tham khảo. Đây nha các bác nha, máy rất đẹp, nguyên bản, nguyên zin. Mở hết các nắp bên đấy, một bên không đấy. Đây là chiếc 185 nhé. Máy chạy 910 giờ. Đấy. Rất phù hợp cho những bác nào chạy đồng nhà 30 mẫu, 50 mẫu. Diện tích nhỏ. Cầu trước, cầu sau này. Sang chiếc 18 một cầu này. 18 một cầu. Tất cả đều có bình. Máy nổ ngon nghẻ. 18 một cầu. Đó. Máy móc nguyên bản rất đẹp. Số khung, số máy đầy đủ. Chiếc bên này, đây cũng lớp băng 18 một cầu, máy rất đẹp. Giá cả các bác khỏi nghĩ luôn nhé, giá mùa Covid này bác cứ vui lòng liên hệ gọi điện trực tiếp đi, chốt cho các bác cái giá không thể tưởng được. Máy này đẹp quá luôn. Đây chiếc 185 này. 185 này. Bác nào xem video của em xong có dự định mua buôn thì cũng liên hệ trực tiếp với em luôn nhá. Đây là L1 18 hai cầu này. Bơm này. Máy này. Nguyên bản từng con ốc luôn. Máy này, bơm này. Cầu trước này. Đây 18 hai cầu. Pin này. Bơm này. Nhưng các bác nào chuyên ngành kỹ thuật thì chỉ cần em quay video này thì nhìn cái
thưa các bác sẽ hình dung ra được máy có nguyên bản hay không, chất lượng máy ra sao. Quyết nổ máy cho anh chiếc 18 hai cầu đi. Rất đẹp. Để em test máy nổ những chiếc máy lò xo chẵn cho các bác xem nhé. Cơ nổ giòn tan luôn, không khói rồi. Ok, tắt đi sang chiếc này. Lô này em về máy rất là tốt. Đó. Đây cái nổ luôn. Ok, sang chiếc này. Chiếc nào cũng nổ máy ngon lành luôn. Đây là 18 một cầu này. Ok các bác. Ok. Đấy. Bác nào chạy ruộng nhà hay là bán buôn, vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Xin chào các bác.